chào quý thầy cô. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ cho quý thầy cô một cái tình huống sư phạm mà có thật, có thật mà một giáo viên đã chia sẻ với tôi. Thì hôm nay tôi xin dựng lại cái tình huống sư phạm này là quý thầy cô. Xin mời quý thầy cô theo dõi ha. Trước khi vào bài mới, thầy sẽ tiến hành kiểm tra bài cũ của tụi con. Rồi, hôm nay thì có bạn nào học bài không? Giơ tay thầy coi coi. Rồi, các bạn hôm nay chuẩn bị rất tốt ha. Rồi, bây giờ thầy sẽ tiến hành kiểm tra bài cũ của tụi con. Bây giờ thầy sẽ tiến hành kiểm tra bài cũ của tụi con. Rồi, câu hỏi như sau. Tụi con hãy phát biểu nguyên tắc chia hai phân số. Hôm nay là ngày 7 tháng 4, thầy sẽ ghép số 7 với số 4 lại thành số 47. Rồi thầy sẽ mời bạn Minh Thu. Thầy á thầy, bữa nay con không có thuộc bài, hay thầy lấy 500 thầy đừng có trả bài con, thì cho con 10 điểm đi. Hay thầy lấy 500 thầy đừng có trả bài con thì cho con 10 điểm đi. Với cái tình huống này thì quý thầy cô sẽ giải quyết như thế nào? Nếu quý thầy cô có ý kiến riêng của mình thì có thể comment dưới clip để bày tỏ cái quan điểm của mình. Sau đó tôi sẽ làm một cái clip để giải quyết những cái tình huống sư phạm này. Xin nếu quý thầy cô thấy clip hay có thể đăng ký, like, share để ủng hộ kênh để nhận được nhiều cái tình huống sư phạm hay hơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.